bốn. Em chéo đi. Nhảy chặt em. Xin mời mọi người đến với hiệp đấu thứ hai. Nội dung của nam trong trang phục áo đỏ đó là Đại học Thủy lợi, và bên kia Học viện Nông nghiệp trong trang phục áo xanh. Hiệp đấu đầu tiên thì Đại học Thủy lợi đã có một chiến thắng nghẹt thở, và diễn biến của hiệp đấu đầu tiên thì được like trên fanpage Đỗ Nguyên Hưng VHD. Alo. Alo, em chéo nha, bắt hết chéo nha. Ở trên cái túi máy quay đâu? Hết chết. Em ơi. Anh chị em cho đúng là một chia sẻ đấy mọi người. Tấn công ra ngoài. Trọng tài xác định hàng rào chắn của Thủy lợi đã chạm lưới. Điểm cho Thủy lợi 7-11. Chuyển một tốt và phối hợp đánh nhanh kìa, đã có chấn thương rồi, đã có chấn thương của bên phía Thủy lợi, có lẽ là một chấn thương nghiêm trọng. Y tế, mời y tế vào sân nào. Y tế mời đội Thủy lợi đưa vận động viên ra ngoài sân nào. Đấy, cẩn thận. Đưa ra ngoài sân nhỉ, đưa đối tượng đưa ngoài sân. Vâng, anh ấy nằm rất lâu và bật dậy cũng rất nhanh. Mình cứ nghĩ là một chấn thương nghiêm trọng, nhưng mà có lẽ là thời tiết có chí gió. Đó là sự va chạm của hai cầu thủ bên phía Thủy lợi. Khá giống
với người đàn anh Ba Duy cũng của cựu sinh viên Đại học Thủy Lợi. Một kèo đấu với Họa Mi ở những điểm số cuối cùng thì Ba Duy cũng làm ra. Trận đấu được tiếp tục 7-11. Một pha chung ở vị trí số 3. Pha tấn công như ném gạch. 12-7 cho Học viện Nông nghiệp. Điểm cho Học viện Nông nghiệp 12-7, khoảng cách là 5 điểm. Tấn công ra ngoài. Điểm cho Nông nghiệp 13-7. Phát bóng ra ngoài. 8-13. Điểm cho Nông nghiệp 8-13. Xin lỗi, Đại học Thủy Lợi 8-13. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm cho Thủy Lợi 9-13. Chắn bóng thành công của Đại học Thủy Lợi. 10-13. 10-13. Yêu cầu khán giả của Đại học Thủy Lợi như thế sau. Yêu cầu. Đây này là khán giả của Đại học Thủy Lợi. Cổ động viên của Thủy Lợi như thế sau để lấy khu vực. Quang Dư vẫn còn nỗ lực của Thủy Lợi. Vút lại xô vào nhau rồi. Quang Dư từ biên hai. Quang Dư bóng chạm chắn ra ngoài. Thật không thể hiểu nổi các cầu thủ Thủy Lợi hoặc cả đội bóng lao ra phía trọng tài ai. Chỉ cần một đội trưởng thôi. 14-10. Đó, chỉ cần một đội trưởng ra khiếu nại thôi. Điểm cho Học viện Nông nghiệp 14-10. Trận đấu được tiếp tục. Thực sự đây là trận đấu căng nhất của giải đấu tính từ đầu đến bây giờ. Chắn bóng thành công của Học viện Nông nghiệp 15-10. Đây là lần đầu tiên Đỗ Nguyên Hưng tác nghiệp giải sinh viên. Không biết là duyên nợ của hai đội bóng này ở các giải đấu trước như thế nào, nhưng mà căng gần giống với chảo lửa vét đây khi đánh kèo. Chắn bóng ra ngoài. 11-15. Căng cả trong sân và lãnh đội ở ngoài của cả hai bên. Nếu như hai đội bóng này vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn tại giải sinh viên năm 2022 thì có thể liên hệ với Đỗ Nguyên Hưng để ra chảo lửa đánh kèo. Hai đội sẽ quyết chiến với thể thức và luật của bóng chuyển độ. Anh em xem lại và muốn gặp lại nhau thì có thể liên hệ với Đỗ Nguyên Hưng nhá. Mình sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm là chảo lửa VD để cho hai đội đánh kèo tại chảo lửa. Cơ hội phản công cho Nông nghiệp. Tấn công tốt của Nông nghiệp. 17-11. Phát bóng là chủ công Quang Dự. Quá hay. Một pha tấn công đường chéo tốt của số 12 bên phía Nông nghiệp. Xin lỗi, bên phía Thủy Lợi. 12-17. Sang hay của chuyền 2 người Nhật. Bây giờ phải trả giá không?
Tiếp tục là vẫn chưa qua được hàng rào chắn. Trời ơi, lao ngắn chưa thành công. Vừa rồi thêm một tình huống của Thủy Lợi không hiểu ý nhau, cả hai cầu thủ không chiến, rất nguy hiểm. Điểm cho Đại học Thủy Lợi 14-17. Tranh chấp. Vâng, cái ánh mắt âu yếm của chuyên hai người Nhật đã nhìn sang phía số 12. Có một sự khiêu khích không hề nhẹ ở đây. 18-14 dành cho Học viện Nông nghiệp. Mái tóc đan trường nhưng này nhuộm theo phong cách của người Nhật. Phòng thủ nỗ lực của libero bên Thủy Lợi chưa thành công. 14. Kéo thôi. 19-14. Mặc dù là giải sinh viên thôi nhưng hai đội thi đấu rất máu lửa. Cá tính. Vút. Ai đây? Hàng sau. Và tấn công từ hàng sau chưa thành công. 20-14. Rồi phản công cho Thủy Lợi. Một pha tấn công tốt của số 12. 15-20. Ai đây? Kéo. Quang Dự không có chắn. Một pha 3-2 hàng sau. Tranh chấp. Lại có. Như vậy là điểm cho Thủy Lợi. 16-20. Tốt. Viên 4 chắn bóng một tay. Lỗi dính bóng. Vâng. Rất tự tin. Và chắn bóng một tay của cầu thủ số 2. Anh chị em có thể thấy là lãnh đội của Thủy Lợi rất gắt. Nhìn anh rất chiến. Sau khi hội ý thì các cầu thủ còn đang chưa kịp ra thì lãnh đội đã quát rồi. Anh mà xuất hiện tại chảo lửa VSD thì quá hợp. Sẽ gặp các hàng sáo của chảo lửa VSD. Hàng sáo sẽ quay lại và gọi cho anh những lời mời. Bên này còn thừa, bên kia còn thừa. 17-20. Đại học Thủy Lợi đang đối đầu với Học viện Nông nghiệp. Ai đây? Biên 4. Rồi cho Nông nghiệp. Số 12 xin bóng. Lỗi hai chạm. Đó là một đường truyền dính bóng của Đại học Thủy Lợi. Điểm cho Nông nghiệp 21-17. Đại học Thủy Lợi lỗi dính bóng. Ấn nước. Phát bóng là chuyền hai người Nhật. Đó là một pha phát bóng ra ngoài. 18-21. Mình sẽ khóa bàn Lazada lại nha. Tấn công chạm chắn của các cầu thủ Thủy Lợi. 19-21. Khoảng cách lúc này chỉ là 3 điểm thôi.
Biên hai của Quang Dự. Chắn bóng thành công của Đại học Thủy Lợi. 20-21. Đuổi được, đuổi được rồi. 21. Đuổi được, đuổi được hết sức này. Ở thời điểm mà bên Học viện Nông nghiệp dẫn 20-16 thì một pha phản công chuyền hai người Nhật đã xin bóng, đó là sự chủ quan. Bởi vì anh không phải là cầu thủ tấn công nhưng anh lại xin bóng và bên phía Nông nghiệp có chuyền cho anh ấy xử lý sang rồi. Điểm cho Đại học Thủy Lợi 21-21. Từ những tình huống đấy thì mình đã suy đoán ra là bên Nông nghiệp sẽ gặp khó khăn sau khi có sự chủ quan. Các bạn cứ có thể tua lại ở đoạn 20-16. Học viện Nông nghiệp chuyền hai xin bóng để đánh tấn công mà không phải là chủ công. Đó là sự chủ quan của các bạn sinh viên, các bạn còn non nớt sau khi mới dẫn có 4 điểm thôi. Và bây giờ họ bắt đầu phải trả giá rồi khi 21-21. Khí thế của Thủy Lợi đang rất lên, cộng thêm lãnh đội rất chiến nữa thì các bạn sinh viên của Thủy Lợi họ chẳng có gì phải sợ cho trận đấu này. Và chúng ta hãy chờ xem Nông nghiệp hay Thủy Lợi. 21-21. Biên hai của Quang Dư. Những pha chắn bóng tốt của Thủy Lợi. Lúc này thì bên phía Nông nghiệp biết sợ là gì rồi. Họ dựa quá nhiều vào biên hai Quang Dự. Và họ quên một điều rằng Đại học Thủy Lợi chắn bóng quá tốt. Và không chiến của họ chắn bóng rất tốt ở những tình huống biên hai. Tiếp tục là chắn bóng. Đó. Những gì mà Đại học Thủy Lợi đối với đường vừa rất lời thôi. Họ lại có một pha chắn bóng thành công. Mà lại là chắn Quang Dự. 23-21. Lúc này thì Nông nghiệp lấy gì mà cắt đây. Họ phải thay Quang Dự ra rồi. Hai mươi ba 21. Bây giờ chỉ cần phát sang là có điểm. Tiếp tục là phòng thủ trên lưới. Cơ hội. Quá tuyệt vời. 24-21. Một trận đấu điên rồ của Học viện Nông nghiệp. Họ đang phải trả giá cho những gì mà họ đã tự tay đánh mất. Đơn chứ, đơn. Chéo. Trên chắn. Đó là một pha tấn công trên chắn của chủ công bên phía Nông nghiệp. Ba chắn đã đeo bám số 06. Vâng. Có một lại của đây này. Nếu như San Hòa 24-24 thì không hiểu là những điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt là đến từ vị trí của lãnh đội hai bên. Bên phía Thủy Lợi cũng có một lãnh đội nữ đang đeo kính đen, nhìn rất chiến. Vâng. Rất chiến mọi người ạ. Quá tuyệt vời. Và mình là Đỗ Nguyên Hưng mọi người nhá. Đến từ VSD. Con em ơi. Chết này. Không chắn. Ra ngoài. Số 13 Đỗ Nguyên Hưng đã từng truyền cho khi bạn ấy nhờ mình ở kèo đôi công. Mình đã truyền cho số 13 ở kèo đôi công ở chảo lửa VSD. Anh đi em ơi. 23-24 cho Nông nghiệp. Em ơi. Hơi thu. Tiếp tục là bóng ra ngoài, không phải bóng trong sân. Chiến thắng đã thuộc về Đại học Thủy Lợi. 25-23. Chung cuộc họ có chiến thắng 2-0. Cái giá phải trả cho Học viện Nông nghiệp khi đã quá chủ quan. Đỗ Nguyên Hưng cũng tốn quá nhiều thể lực để tác nghiệp trận đấu vừa rồi. Sự nhiệt huyết, sự máu lửa của các bạn sinh viên. Họ đã lội ngược dòng quá ngoạn mục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trên livestream của fanpage Bóng Chuyền HD Live và kênh Bóng Chuyền HD cũng như là kênh VSD Capeto Volleyball. Lúc này thì mình xin phép được xuống live mọi người nha để viết lại cái tiêu đề cho trận đấu mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hẹn gặp lại mọi người sau khoảng 2 phút nữa.